mặt ở số 121 Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trụ sở làm việc công ty của Phương Dừa, và hình như là một tháng Phương Dừa chỉ lên một lần, rồi một năm 12 tháng chỉ lên 12 lần rồi. Tại Phương Dừa ở phim trường suốt à. Hôm nay thì đi sớm nên không có ăn sáng, nên ghé mua bánh mì ăn. Bữa nay Phương Dừa lên họp với anh Cương Lâm em. Lâu quá không gặp ảnh, không có họp với ảnh, nên anh bắt lên họp. Anh biết là có đuổi việc nữa đúng không? MV Tết rồi Tết này anh không thèm đốt pháo được. Sao nó nói nhiều thêm nhiều trò vui lắm đây, đòi cho anh lắm. Về quê sớm bắt điện. Về quê bắt điện. Được bắt điện không? Bắt được. Về quê sớm bắt điện. Nghĩ ra làm bài vui để gửi ra tới vị khán giả. Các em làm chụp chung á, đúng không? Cứ giờ cứ mỗi đứa làm một cái, nhưng mà cũng làm chung nhau khán giả cũng hay nhắc Clement với Phương Dừa kết hợp làm gì đó. Làm gì vậy? Dạ, một là làm phim, hai là MV, ba là quay cái gì đó. Hoặc là có đi trao quà, đi giúp giúp người nghèo, mình có cái quỹ à, đi mình mua quà rồi mình trao cho người đang xuống đi máy ấm rồi đó. Đúng không, mấy hoàn cảnh đó, rồi xuống đi xuống đi cho mấy các máy ấm, rồi một vài máy ấm, rồi đi gì ta, đi mấy cái bộ lão nữa, chắc đi thăm viện lão liệt sĩ, có trong đội anh có về quê anh trao quà cho mấy đứa học sinh nghèo ở cái trường đó, rồi cũng hay á. Ừ. Chính cái trường mình xưa mình học quá, trường họ học và trao cho tụi nó, trường học hai bộ phận, và từ em học và từ cấp một, đó học cấp một ở nhà, từ cấp một, về người ta vẫn còn nhớ luôn, dạ nhớ, mình về mình tặng quà là ta nhớ được, giới thiệu cũ sinh viên, nói thật chạy tại vì thầy cô là ở gần trường gần nhà, ừ. Dạ nó nhập thường xuyên lắm. Khi mà mình có điều kiện cái mình liên hệ với thầy cho cái danh sách những học sinh khó khăn thì em thấy Tết nhất mà những người nghèo mà họ nhiều khi họ không có cái Tết đó. Mình tặng quà ví dụ đường bồng bột mắm hay là gói hay bánh mứt đó họ rất là vui, vui kèm theo chừng 500.000 hay gì đó là coi như mình lo được cho cái Tết của họ. Thì chắc năm nay mình kiếm về đi, mình một số mình mang một số sản phẩm của Colomen và bọn này á,
thứ hai nữa là mang tiền kim xuống đúng không, cho tiền người ta dễ mua, không mua gì đâu, một ít mấy cái đồ ăn uống thực phẩm thiết yếu trong gia đình nè, nước tương nước mắm rồi mì gói rồi nước ngọt đúng không, rồi xong thêm một ít tiền nữa thì em nghĩ là nó hợp lý hơn. Nhưng mà giờ cái này là giờ bao nhiêu phần bao nhiêu tiền còn bây giờ xem như là bây giờ mình anh em mình lấy cái quỹ ra 100 triệu đi à, mà lấy cái quỹ thì dễ quá, đơn giản quỹ mà làm không có tấm lòng không phải, tức là phải làm một cái thử thách gì đó mà nó khó để mà cuối cùng mình kiếm được 100 triệu á, tức bây giờ nghĩ ra một cái thử thách gì mà anh em làm mình để kiếm được, ví dụ đi bán mì chứ cái quỹ sẵn thì có sẵn thì lấy gì dễ mà cho ngoài cũng hết quỹ thôi giờ đi bán mì, đi bán mì cà phê, à bây giờ đang ngồi đó, bây giờ chị bán mì cà phê, bán bánh mì cà phê nhưng mà mình không lấy tiền, tức là cái tiền của người ta mua xong mình lấy cái đó mình đem đi cho từ thiện hết, cho anh luôn, mà mình bán sao cho đủ 100 triệu, anh thứ hai đem mình bán, em trăm anh trăm, hai anh em trăm thôi, trăm được lắm, đi bán hai anh em 100 mà bán đi bông ở đây một cửa hàng mình bán ngày có mấy triệu à, bán mà xuất sắc lắm ngày có 5 triệu à ông. Tôi vừa với anh Colorman cũng bận việc chứ thôi bán nguyên tháng cũng được. Bán chắc bán gì một ngày ngày. Ngày mà bán ở đây người ta cũng đã ba lực lượng đông như thế mà tôi bán ngày có 5 triệu, bán 20 ngày dâng lên là mới được 100 triệu đó ông. Rồi thời gian nào làm gì nữa? Chắc mình bán được 2 ngày. Nhưng mà sẽ vận động chắc mạnh thường quân rồi mới mua. Vừa mua vừa cho dạ, người nhà nữa hay đó, cái gì các bạn có cho tụi tôi không, nếu bây giờ tôi đây tôi bán bánh mì mà chỉ giờ bán bánh mì chỉ trong vòng 2 ngày đúng không, bán sao bán trong vòng 2 ngày mà raise được gây quỹ được 100 triệu để cho làm quà tặng cho bà con ngày Tết, bà con nghèo rồi neo đơn hoặc là người già cả ngày Tết chỉ máu già được rồi mối đầu miễn sao kiếm được 5 triệu rồi. Em cũng đứng bán xong em bán rồi xong kiếm máu giao giao ngày 20 triệu luôn không, bây giờ nếu anh với em bán chung thì cũng chưa hay đâu, tách ra thì em đi bán 2 ngày anh 2 ngày đúng không, rồi thì em đi bán 2 ngày thì sao kiếm được 50 triệu, anh đi bán 2 ngày cũng không sao kiếm được 50 triệu, đó là đơn giản. Trường hợp dư thì mình cứ cho luôn, còn mình dư thì cho luôn, thiếu thì bù hả? Thì giờ nếu thiếu thì bù, nếu mình bán làm sao bây giờ một ngày bán ở đây chỉ bán được 5 triệu mà làm sao mình bán được ngày một ngày 25 triệu, thua khó lắm. Nếu mà thiếu nếu mà người nào thiếu ít hơn thì người nào tiết kiệm thì người ta bù hết luôn thì mới thi nha. Vậy nha, ví dụ là em bán 45 triệu mà anh Tám bán 40 triệu thì anh phải bù 5 triệu của em luôn hoặc là gì đó, hoặc là em bán nhiều em bốn triệu rồi bút lại đi được thì anh sẽ bù vô. Thì bây giờ nó tóm lại là giờ cái lượt chơi vậy anh em chơi nhau đúng không, hai anh em mình sẽ đi bán tẩy một cái xe bánh mì bán cái địa điểm nào không biết, em có địa điểm của anh, của em, anh có địa điểm của anh, vậy này mình không tiết lộ trước được chưa, xong rồi em bán trong vòng 2 ngày full 2 ngày nha, nó trùng địa điểm luôn em tẩy ra vừa đặt xong đều đặt để bán hàng xong tôi lên tẩy tới hai cái cặp nữa xong rồi kêu hai băng đại tử ra mỗi cầm bá tấu rồi không được mua xe bánh mì của Cương Dừa, xong qua mua xe bánh mì Colorman nha, bên anh Đông luôn á, đây gần đây là có một Hoàng nào có một Cương rồi này, xưa đó là Giang Gốc Giang Hồ không á, năm qua nó chỉ dành là anh em có dành cho anh đưa ra là cũng đó à, anh đưa anh dùng mấy dân kế hả, những dân tú hả năm được ra quy định 50 triệu trong 2 ngày đó. Thì bây giờ nếu mình bán mà thứ nhất là nó sẽ xảy ra mấy tình huống sau đây, nếu như bán không đủ mà chắc chắn là không đủ, một ổ mì sao mình bán cái giá ngày đó mà bán tầm cao nó chỉ 5 triệu à, 5 triệu luôn, cho là ngày đó bán xuất sắc lên 10 triệu đi thì cũng 20 triệu làm thiếu 30 thì em phải bù 30 vô, còn nếu phải kêu gọi trước rồi có người ủng hộ thì đó, thì bây giờ không, bây giờ vậy nè, nếu mình bán đúng cái giá này thì chắc chắn mình bán sẽ không đủ không, mà bây giờ mình kêu gọi bà con, thông báo cho bà con là cái ngày đi bán của hai anh em mình, em bán ở đâu thì em thông báo, anh bán đâu thì thông báo, rồi mình thông báo chung luôn,
để bà con ra đây ủng hộ fan của Dừa, ra ủng hộ của Dừa, fan Colorman ra ủng hộ Colorman, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chia ra như vậy, rồi xong rồi người ta bán, nhưng mà bánh mì hoặc là bán cà phê, rồi anh còn lấy thêm nước ngọt để đó nữa đó. Để lấy nước ngọt là định lấy Twister đó, Twister của gì đó, vàng thêm bán được mà đàn đông hơi không, mỗi lần nói chuyện bạn ý tưởng là đông hơi ông nội bán Twister hay gì đó, rồi mình bỏ mấy cái hay là nước ngọt hay Pepsi gì đó cũng được, để nó mọi người cứ lên lấy mỗi dùng một phần, thay vì bánh mì thì mình bán 15.000 ổ thì bây giờ mọi người có thể cho mình 150 cũng được. Ví dụ mình quy định giá là 20.000 ổ đi, không phải trả cho thêm không, không, không. Bây giờ mình chơi chỗ này luôn là mình họ có quyền trả, họ có quyền trả cho mình bao nhiêu tiền hết, nhưng mà phải trả tiền. Nhưng mà thấp thấp nhất là 20.000. Không, thấp nhất là 1.000. Cho 1.000 luôn. Còn có những, nhưng mà cũng có những người ví dụ fan họ thương em Việt Kiều gì không, cho họ bỏ thẳng hàng cho 100 đô. Ừ, đúng không? Thật sự luôn á, có nhiều người là về là ủng hộ, dám ủng hộ mày 100 đô. Vậy thôi để cái cùng một bỏ cho mình. Ờ đúng rồi. Tóm lại là bây giờ cái ổ, tóm lại là cái xe bánh mì mình không có giá, ai muốn cho nhiêu cho, một ổ bánh mì cho bao nhiêu tiền thì cho, một chai nước cho bao nhiêu tiền thì cho, và một ly cà phê cho bao nhiêu tiền thì cho, hết. Đó. Thì cái xe mình cũng sẽ bán giống như cái xe bánh mì, mà đây là bánh mì với cà phê, và làm đơn giản thôi, cà phê pha sẵn, cà phê sữa đá, cà phê đá gì đó, với lại ít nước ngọt. Cái này là một là đổ, hai là không, nếu mà rồi trường hợp thứ hai mà xảy ra, nếu mà nhiều mà mình vượt con số 100 triệu luôn, mình được 200 triệu thì mình cũng cho hết luôn. Chưa? Và như vậy anh em mình không ai bị móc tiền túi ra. Còn nếu mà anh em mình không đạt được cái mức mà em 50, anh 50 mà ở giống như em nói vậy đó, thì ai cao hơn là người còn người thấp hơn phải bù luôn cho phần người kia. Ví dụ như bây giờ, ví dụ anh cho anh bán cao hơn em bán thấp hơn, ví dụ anh bán được, ví dụ anh 70 triệu em chịu 60 triệu thì em anh mới hơn cua gì đó. Nói chung là phải tính. Thì mà, ví dụ anh bán được xe 70 triệu, em bán được 60 triệu thì sao ta? Thì em, thì có như em chung anh thêm 10 triệu. Đắp thêm 10 triệu nữa. Nói chung, ví dụ em bán 100 triệu, anh bán có 60 triệu, anh phải đắp thì 40 triệu bỏ vô. Rồi. Đó. Còn ví dụ mà, ở dưới mức 50 triệu á, thì phải bù vô, anh phải bù vô được 50 triệu. Đúng rồi. À. Còn ví dụ như anh bán 80, anh bán 60, anh phải bù lên 20 triệu nữa. Đúng không? Nhưng mà bỏ vô là quỹ từ thiện luôn nha. Dạ, quỹ lại. Chứ không có chơi, chứ không được bỏ túi nha. Đúng rồi. Ok. Rồi, chốt. Rồi bây giờ tính bây giờ tính cái phương án xem mày. Xem mày đi xe làm sao, đẩy cái xe làm sao, đẩy cái xe này mà đi ra đi khắp nơi. Không, nhưng mà mình đứng cái địa điểm bán, phải ra cái địa điểm đông mới bán được chứ. Một về trường học hay là chợ. Rồi đem mang cái xe là sao? Chở nguyên cái xe này đi. Làm sẵn rồi đem qua. Không, mà phải đứng nó bán. Cô đứng bán mới dữ uy. Mà bán là một mình bán thôi nha. Một mình anh bán, một mình em bán, tức là mình tạo nên. Đâu là gì? Là có người làm. Không, mình làm luôn. Mình làm bán luôn hả? Ok. Không cần biết, tự làm luôn, làm cho nó đơn giản, nó phải lọc bánh rồi bỏ thì vậy mới nó mới có challenge chứ còn tự nhiên để sẵn đứng nó đưa gì thì có cái gì đâu coi. Tại vì mình đứng mình như mình làm chủ tiệm bánh mì nhưng mà mình đứng mình bán khác cả nhà. Em bán cái này không? Ừ rồi kẹt 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 đó cũng là một, đó cũng là một idea hay. Bánh mì không thì mình không toàn luôn. Bánh mì không thì coi người ta có góp tiền không biết. Bánh mì không chấm với sữa. Ừ. Dạ, dắt nguyên con bò tới luôn, bánh mì không, dắt nguyên bò đứng xong bóp sữa ra xong đưa thẳng cái ly rồi xong ta dắt rồi nó chấm luôn. Quay nè, không mình sẽ làm bánh mì rất đơn giản, cũng có bánh mì thịt, bánh mì chả, bánh mì bì thôi. Chứ giờ làm tùm lum nhiều lắm, chỉ là bánh mì chả và bánh mì bì. Bánh mì chả, bánh mì bì thì giá mà bán đúng giá của mình là khoảng 12.000 đến 15.000 là tối đa, đúng không? Còn vậy thôi, mình nên thêm tùm lum nhiều thứ, nhưng mà mình phải đặt bánh mì để bán. Tại vì lúc ta order cho em bán, xong ta bỏ tiền cho cái thùng vân vân thì cái đó nó mới thấy nó ghê.
Tại vì anh tính ra nếu một ngày mà bán 1.000 ổ bánh mì là bán gãy tay luôn á, không có giỡn nào đó. Thì mới thấy mới khổ chứ. Nếu mà khách là tự, nếu mà khách bạn là tự họ làm được. Họ thích yêu quý thì mình tự đó. Tự mình làm, phải tự mình làm, để lúc mà em làm bán không nổi nữa. Bán kèm xong được khóc luôn. Bán kèm thì đưa bánh mì với thịt tự dọn vô luôn. Thì đó buổi sáng là 4 tiếng, bán hết 4 tiếng, tới kêu nhiều anh tới nhiều giờ 6 giờ bán tới tới 10 giờ đi. 10 giờ mình nghỉ. Hoặc là 6 giờ hoặc là 7 giờ tới 11 giờ. Rồi chiều mình quất từ 2 giờ tới 6 giờ, sao? Đó phải có đoạn nghỉ ngơi chút. Đó. Vẫn là ngày làm 8 tiếng quy định rồi. Bán này ngày 8 tiếng luôn vậy. Có chịu nổi không? Cái đó mới là challenge đó. Sẽ cố gắng thôi. Ủa nhưng mà giờ xe này, giờ sao tính cái phương án xe đó? Bữa ừ. Bữa đó nào, mấy đứa nào lúc nào nói anh ví dụ xe xe hay lắm nè. Có xe lưu động á. Xe lưu động bán đó anh. Nếu đứa nào đang bữa lúc đó anh. Hả? Vậy mà thôi. Qua qua anh hỏi chứ. Rồi ngồi chăm chút quá, làm gì lắm gì dữ vậy. Ba hủy, hủy. Bữa bạn nào nói anh ví dụ thì có cái xe lưu động gì đó mà tính mình anh không mua để anh chạy vòng, mình chạy vòng không, mình chạy vòng vòng mình quảng cáo mày á, bữa nào có bạn nào nói ra đó, một cái xe giống như cái xe tải vậy đó mà bữa không có tụi em đã ta hay làm cái xe tôi đi chạy vòng ta bán đồ gia dụng rồi đó để nó bán đó. Nó giống như một cái xe tải nhẹ vậy đó, nhưng mà xong rồi rau củ quả rồi nó bán, thấy xe bán nước thì có rồi nhưng mà chưa thấy mấy cái công ty nó hay làm để khuyến mãi rồi đó, nó chạy khuyến mãi rồi còn cái đó gọi là gì? Food truck. Food truck hả? Xe tải là thực phẩm hả? Dạ, nhưng mà ở Việt Nam mình có trên thế giới cũng nhiều, mình như Việt Nam cũng mới có gần tại mới có gần đâu chứ mình truyền ra ra kiếm nguyên thật sợ thử anh thật sợ như thế đó kiểu cái chiếc này đúng không anh? Đó đó đúng không? Xe bán hàng lưu động này rồi này ở xe luôn đấy. Xe này được rồi, xe này cũng đang bỏ mì đó đó. Các bạn thân mến của đứng trên đó mình chạy không đủ thì mọi người sẽ bán thân luôn. Kiếm luôn 50 triệu nên mọi người nhớ ở đây trước nha. Bán thân người thối tiền lại để chứ ở đó ai mà mua trời trời. Này anh lên xe này không? Xe này chứ còn làm sao mình đẩy cái xe bánh mì nhỏ mình đi ra được? Thì xe này ví dụ bây giờ anh nói là ví dụ cho mình chơi mình mua xe này rồi thuê xe này. Rồi xong. Mình để lên các cái nguyên liệu lên đây xong mình chạy ra, ví dụ chạy ra thì là thứ ba chạy lên dưới đâu xe này em chạy được anh ơi, chạy được không? Không, bây giờ mình kiếm tài xế chạy chứ không xe hai thôi ngày có 10.000 một triệu rồi. Đổ. Anh chạy được, anh biết chạy. Anh chạy được mới vui à, thì em tập chạy luôn, tập chạy luôn dạ. Mới vui đúng không? Nhưng mà mình đừng nói quá nhiều khi công an không biết mà. Có bằng không? Em có bằng á. Ok rồi. Vậy thì ok. Được chưa? Tại vì cái xe này nè, để trong trường hợp nếu mình đậu ở đó mà mình bán ế quá thì mình chạy tiếp nữa. Chứ dù khi cái chỗ đó mình tỉnh từ hướng hưởng ở đông nhưng mà hoặc là tới đó là bị đuổi nữa. Bị thật tự đuổi nữa sao? Cái này là lấy xe này đậu ngang với quốc lộ 3 chặn lại mình bán. Buổi sáng mình sau em chặn ngay cái chỗ mà cao tốc á. Đường cao tốc á. Cái nhà, nhà thu phí vô, không chỉ mình có gì dễ dàng. Trọng như cái tạm thu phí thử là thế nào cũng có nhiều người mua lắm. Đậu ngay đó là cả xe sẽ dừng lại rồi xếp hàng mua, hôm nay không thu phí. Ok ok. Mua, okay. À có địa chỉ nha, có gì mình xuống mình coi mình tham khảo thử là có đúng bài đó, đúng rồi đó. Rồi anh coi danh xe, cái xe đó giá tiền được rồi. Khiếp nhiêu? Rẻ nhất là nhiêu mà đắt nhất này. Gần 400 triệu. Có trả trước 100 triệu trả đó. Trả đó. Cái này anh nghĩ mình thuê đi. Mình thuê chứ mình bỏ 400 triệu là phải mình lấy 4 triệu đi làm từ thiện được rồi. Người ta có cho thuê. Cho, nó cho. Thích cho thuê lắm, để gì cứ hỏi thôi. Còn nếu không thì nếu mà kẹt quá tâm cho thuê thì mình cứ mua luôn. Từ
mình mua luôn xong mình để sau này mình phục vụ cho cái quảng bá của bánh mì Coleman đó, mình chạy đi các tỉnh rồi mình làm từ thiện đồ rồi mình anh chỉ đi bán lưu động cũng vui chứ bộ, đúng không? Cuối tuần huy động anh em công ty đi bán lưu động, đi bán mì lưu động quyên góp từ thiện. Em anh lấy xe này đi miền Tây đi bán cũng được. Tại vì nếu mình làm thành công ở Sài Gòn nha, là mình đi mấy tỉnh miền Tây, ví dụ là cứ một tháng mình đi một chuyến một lần. Em anh cuốn đồ vô đó, cái xong cái lên xe thành em đi cuối tuần đi mấy ngày. Thôi giờ nghĩ cái tên, nghĩ cái tên cho cái chuyến xe này là gì? Ngày xưa mình nhớ là cái xe gì, xe biết tình yêu gì đó. Chiếc xe yêu thương nữa. Hãy nghĩ chiếc xe gì là sẽ có Love Bus đúng không? Đó là hành cái nối trái tim của cái chương trình đó, là chương trình tỏ tình. Chẳng lẽ là xe bánh mì yêu thương đó. Nói chung là xe nhà bếp cũng bán được không anh? Nhà bếp cũng bán. Tiệm ăn chứ từng cây số. Tiệm ăn từng cây số, nghe được đó, nhà dài quá. Đọc hết rồi. Còn cái tên nào nữa, nghĩ suy nghĩ. Chiếc xe bảo táp. Để xe ưu tiên đi anh, đi đâu đắng là xe ưu tiên, xe ưu tiên. Thôi cho tên mình nghĩ sao đi ha, giờ tạm thời là giờ trước mắt là bây giờ vậy đi. Là các bạn hỏi cho mình cái địa chỉ cho đó, coi liên hệ xong mình coi nó có đầu tiên là nó có cho thuê không, rồi nếu nó bán thì nó không có cho thuê thì mình quyết định luôn, rồi sau đó chọn ngày mình đó mình coi thử xe cộ đó làm sao, có thi công làm sao, mình ý tưởng rồi bây giờ mình cũng chuẩn bị ý tưởng, mình thiết kế đặt tên cho cái chương trình. Cái chương trình này nếu mà anh nghĩ, nếu mà ổng là mình làm luôn hàng tháng luôn á, đúng không? Dạ. Cô tháng làm hôm nay mình chỉnh cho 2 ngày thôi làm. Tức là 2 ngày đi làm thì mình được mấy tuần? Phát hàng tuần, đúng không? Dạ. Thì mình làm luôn quanh năm luôn, cứ một tuần một số để giúp mình này kia. Và thật sự cái này là mình nghĩ cái hay là nếu như mà là khán giả tham gia cùng với mình được, tại vì không cách nào anh em bán được mà 50 triệu mà trong vòng 2 ngày đó, không có cách nào hết. Nếu mà bán thật sự luôn, không thể nào được mà ngày bán mà 10 triệu là xuất sắc, siêu đẳng luôn, mà bán 7 tay rồi. Thì mình thống nhất vậy. Rồi sao mình chọn cái ngày đi coi xe. Anh đi thôi, em ở nhà không cần đi đâu. Được chưa? Rồi còn bây giờ em lại còn tự tính thì bán của em nha. Anh đi rồi, em đi rồi. Chứ còn mở một tụ điểm thì mình cái công suất nó cũng như đó là giờ fan không biết người hâm mộ, người yêu quý mình biết nằm ở đâu rồi chắc miền Tây không quá. Cái chuyện kêu ra vậy là vẫn bình thì chắc luôn. Ở Mỹ không bây giờ tập trung trong thành phố thôi, mình đi các quận huyện trong thành phố thôi, quận huyện trong thành phố, quận và cả huyện. Bây giờ mình chọn những cái chỗ nào đông nhất từ từ các em mình lựa chọn, đúng không? Chọn đúng một, anh nghĩ là chọn 2 điểm, tại 2 ngày chọn 2 điểm. Rồi focus vô đó bán, nếu bán không đủ thì chúng ta tính tiếp phương án dự phòng, chạy tới cái điểm nào gần đó thì tự mình biết sao trong 2 ngày. Thì cái có cái đoạn giải lao buổi trưa đó, 11 giờ tới 2 giờ đó, thì cái đoạn đó là mình có thể thay đổi địa điểm thì ha. Nhưng mà mình phải quay thiệt hết, quay tất cả mọi thứ đều quay gần thực tế hết để cho mọi người chứng kiến luôn, đúng không? Đương nhiên là giờ thời lượng, nếu mà thời lượng một tập mình rồi chắc mình nghĩ mình phải cắt túc đâu đó khoảng 60 phút, 45 phút là được, 45 đến 60 phút thôi. Còn đương nhiên qua quá trình bán từ sáng tới chiều 8 tiếng đồng hồ sau quay hết. Chỉ quay cái đoạn ấy là cái đoạn tổng kết. Tới bán đoạn rồi những cái xong rồi đến tiền, rồi cuối cùng so lại tiền, rồi cuối cùng tổng kết gom lại không thu tiền. Đó. Và cái quy định cái này thì thật sự là nói như đây một ý tưởng, mà nếu mà hai anh em chuyến xe gì đó mình chưa nghĩ ra, chuyến xe vui vẻ là chuyến xe
phúc chuyến xe yêu thương thì chưa nghĩ được. Nếu mà mọi người coi, rất mong sự đồng hành của quý vị khán giả. Rồi, hai anh em tụi tôi sẽ đi bán bánh mì, một mình bán một mình một ngựa thôi, chỉ cần một trợ lý thôi, một trợ lý để giao bánh mì ra thôi, để phụ thôi, còn lại là mình tự cắt, tự bán, tự nhét, tự không, tự thu tiền, lúc ế nữa thì mọi người tự đi nghĩ tự ha. Có thể đứng ra hát kèo kéo, đứng ra cái thùng loa kèo kéo đứng hát, kêu gọi gì đó, xin đâu phải giỏi gì đó hay làm trò gì đó biết, đúng không? Rồi, không nhất vậy ha. Rồi, và tất cả cái số tiền mà anh em chúng tôi quyên góp được tối thiểu là 100 triệu sẽ được gửi đến, sẽ được mang đến cho các cái 100 triệu mình làm được cái tập phóng được 50 phần quà. Không biết 50 phần quà thành còn là 2 triệu rồi. Thì cái đó mình tính sau đi, mình sẽ đi ở đâu mình cũng sẽ thông báo cho bà con biết, ví dụ đi đến chỗ nào, ở ống nào, hoặc là mình chia nhỏ nó ra. Nhưng anh nghĩ là nên đi cho hai cái hệ này nè, nhất là trẻ em nè, trẻ em mà tôi là cơ nhở nè, thứ hai nữa là các cái cụ già neo đơn, đúng không? Những người đó là họ nghĩ cái Tết mà họ rất là không có ai lo lắng, không có tiền, không có tiền, không có, còn lại thì người nghèo nhiều lắm, nói chung là mình không thể giúp được hết, nhưng mà trước mắt mục tiêu vậy. Rồi thì hy vọng rằng nếu mà tất cả mọi thứ nhanh nhất có thể thì tháng 12 mình chính thức, đầu tháng 12 mình sẽ lên sóng hay là quên. Cái này mình sẽ thông báo, mình sẽ tính lại rồi gấp gáp. Rồi hôm nay cái video này thì đúng rồi, nói chung là anh Clement với Phương Dừa thì cũng có cái quỹ, cũng có thể giúp mọi người là những hoàn cảnh những cái số tiền hơn 50 triệu nữa, nhưng mà đó là cái tiền mà hai anh em dành dụm. Còn bây giờ mình muốn thử thách để thể hiện cái khả năng chia sẻ với mọi người, quan trọng là cái tấm lòng, cái sự chịu khó của anh Clement với Phương Dừa. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ để hai anh em có thể giúp những hoàn cảnh khó khăn. Là cùng chung tay với hai anh em tụi mình nữa. Tại vì trước giờ khán giả cũng nói là có đi đâu thì làm từ thiện thì rất nhiều người nha muốn đi cùng với mình. Thì đây là cái một cái dịp mà các quý vị và các bạn có thể cùng chung tay. Hôm đó tụi mình sẽ thông báo, ví dụ như ngày mấy tháng 11, ngày một ngày cụ thể nào đó, anh em chúng tôi sẽ có mặt tại địa điểm nào đó và người ra ủng hộ mình. Một ổ mì chỉ có 12 hoặc 15 ngàn, nhưng mọi người hoàn toàn có thể cho và thùng 100 ngàn. Đó là chúng ta đã góp sức vô trong cái chuyến xe vui vẻ, chuyến xe tình thương này gì đó để mang đến cho hạnh phúc, thêm sưởi ấm một chút xíu cho những cái mảnh đời cô quạnh trong những ngày lễ Tết. Được chưa? Rồi, phần kế tiếp thì mình sẽ đi lên mình coi cái đóng cái tòa cái xe nó như thế nào. Như thế nào thì chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị các bạn. Và đây là cái video đầu tiên đang sẽ được up lên trên kênh YouTube của Phương Dừa của Colorman để thông báo cho quý vị khán giả và kêu gọi quý vị khán giả hãy cùng chờ đợi và ủng hộ cho một ý tưởng đầu tháng 11 của anh em chúng tôi. Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2019 lại có thêm ý tưởng gì đó mà nghĩ là thú vị. Chứ năm nào cũng MV, năm nào cũng phim ảnh, ai cũng làm hết, đúng không? Rồi thôi, đây là cái dự án đầu tiên hai em con đang và Thương Dừa cùng làm, và hy vọng là sẽ còn nhiều dự án nữa giới thiệu với quý vị các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Chào tạm biệt quý vị, chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại người trong một video tiếp theo. Anh ơi, mở lại cái xe giùm anh đi, để sợ cái tay. Không sợ đi, lát sợ luôn.